Lần đầu tiên, Thành phố Hồ Chí Minh có một giải thưởng sách dành riêng cho thiếu nhi nhằm tìm kiếm phát triển đội ngũ tác giả và nâng cao chất lượng tác phẩm cho dòng sách thiếu nhi. Giải thưởng vừa được công bố trong Hội sách thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 đang diễn ra tại đường sách Nguyễn Văn Bình đến hết ngày 7 tháng 6 năm 2023. Thưa quý vị, trong ngày cuối tuần này thì có một địa điểm khá thú vị không nên bỏ lỡ, đó chính là Hội sách thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023. Và tại hội sách này thì với sự tham gia của hơn 20 đơn vị xuất bản phát hành, trưng bày 16.000 tựa sách, cùng với đó là 5 triển lãm và hơn 30 các hoạt động nhằm khuyến khích văn hóa đọc cho các em nhỏ. Đặc biệt trong khuôn khổ hội sách thì còn có các diễn đàn giúp cho các bậc phụ huynh, các em nhỏ và các chuyên gia cùng nhau trao đổi về hình thành tư duy chủ động trong sử dụng công nghệ thời đại số. Thực tế thì bây giờ các bé nó thiên về cái chuyện mà đọc trên điện thoại này kia hoặc là xem TV, nó rất là ít đọc sách, nên là do đó là muốn tập cho các con mình được cái, có nghĩa là một cái thói quen á để đọc sách, mà các bé thì đến đây thì nó cũng rất là thích. Thường cũng hay đọc sách, thể loại sách con yêu thích nhất là chuyện tranh Doraemon, chuyện cổ tích, với lại là những cái chuyện khoa học ở ngoài vũ trụ. Con cảm thấy hội sách năm nay là một sân chơi và là một môi trường rất là tốt cho các bạn thiếu nhi có thể tiếp cận với sách. Cũng tại hội sách lần này, giải thưởng sách thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất cũng đã được công bố. Cùng với các thiết chế văn hóa và các hoạt động phát triển văn hóa đọc thời gian qua, thành phố kỳ vọng giải thưởng sẽ tạo dựng một hệ sinh thái toàn diện hơn cho ngành xuất bản phát hành của thành phố, đồng thời góp phần hình thành thói quen, niềm yêu thích của trẻ với sách. Giai đoạn 2023-2024 thì chủ yếu là sách là dành cho sách nghiên cứu về thiếu nhi và sách văn học. Trong dòng sách văn học đó thì có chia làm 5 cái thể loại nhỏ. Thì mỗi thể loại như vậy thì cơ cấu giải thưởng là sẽ gồm có giải nhất, giải nhì và giải ba, với giá trị giải thưởng là cũng khá là cao để tạo động lực cho các tác giả tham gia về viết sách. Ngoài ra thì chúng tôi còn có giải thưởng về những sách giải triển vọng dành cho các em thiếu nhi, coi như là các bạn đó viết chưa phải là sách hoàn chỉnh nhưng mà là bản thảo cũng có thể tham gia. Sự mong chờ của người cầm bút đã rất là lâu rồi, bởi vì chúng ta có rất nhiều tác phẩm hay, rất nhiều tác phẩm có giá trị, và giải thưởng giống như là chúng ta tìm thấy một cái dấu ấn, một cái điểm nhấn, và chính những cái tác phẩm mà được trao giải thưởng đó có thể là không chỉ là lan tỏa đến bạn đọc trong nước mà sau này có thể lan tỏa đến tới bạn đọc quốc tế nữa trên cái hành trình đưa văn học Việt ra thế giới. Ban tổ chức và chúng tôi nghĩ rằng phải hợp tác với anh chị em trong các cơ quan truyền thông, với ngành giáo dục và ngành và đoàn thanh niên để làm sao tổ chức cho thật nhiều cái hoạt động quảng bá và đưa tác phẩm đi vào cuộc sống. Ra mắt cái giải thưởng sách thiếu nhi đấy là một cái sự tạo điều kiện để mà phát triển cái thói quen đọc sách, bởi vì thói quen đọc sách nó phát triển phải từ lứa tuổi thiếu nhi. Tôi nghĩ là đây là một cái cách mà mình thực hiện rất là đúng trong cái việc mà phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam.